nhân quả luân hồi ân nghĩa tiền kiếp thành duyên mẹ con hiện tại đức phật thường nói rằng nếu không nợ nhau thì làm sao gặp gỡ do nghiệp quả nhân duyên vợ chồng cha mẹ và con cái đã gây tạo khi còn sống thế nào họ sẽ thác sinh về cõi giới tương ứng có thể người vợ ở kiếp này là người bạn chôn kiếp trước tới trả nợ cho bạn đứa con trai ở kiếp này là chủ nợ của bạn ở kiếp trước để đòi món nợ chưa trả đứa con gái ở kiếp này là người tình ở kiếp trước tới vì tình cảm chưa dứt người tình kiếp này là vợ chồng của kiếp trước tới nối tiếp phần duyên phận chưa dứt hồng nhan tri kỷ của kiếp này là anh em của kiếp trước tới chia sẻ những tâm sự chưa nói hết người giàu có của kiếp này là người giàu lòng thiện ở kiếp trước tới nhận phần công đức đã phát ra từ kiếp trước đây không phải là mê tín mà là nhân quả luân hồi là số kiếp tôi có quen một bạn nữ học cùng hiện đang sống ở nước ngoài. Cô năm nay khoảng 30 tuổi. Cách đây 2 năm, cô thường vào trang Facebook để đọc những bài gương nhân quả. Cô tâm sự với tôi. Em đến với Phật giáo là do một duyên tình cờ xuất phát từ mẹ em. Chuyện cũng kỳ lạ lắm để em kể chị nghe. Câu chuyện này tôi đã kể cho nhiều bạn đạo nghe khá lâu rồi nhưng chưa có dịp ghi lại. Hôm nay, có một người bạn nhắc tôi hãy ghi lại để cho nhiều người được biết. Câu chuyện như thế này. Cô bạn tên Dân. Tên này đã được thay đổi vì lý do tế nhị. Dân sống ở miền Tây là con gái út trong một gia đình đông anh em, gia cảnh cũng bình thường. 12 tuổi, cô đã nghỉ học và ở nhà xin đi làm thuê để kiếm tiền phụ cha mẹ tuy là con út nhưng cô không được mẹ yêu thương như các anh chị lớn đi làm bao nhiêu tiền cô đem về đưa hết cho mẹ mẹ cô lúc nào gặp cô cũng hỏi tiền 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 nhưng bà lại mê vé số số đề nên tiêu tốn hết vào đó ít bao giờ bà hỏi con gái thế nào hoặc thể hiện những cử chỉ chăm sóc thương yêu. Bản thân cô cũng thương mẹ nên không dám ăn xài mà chỉ ráng dành dụm gửi cho mẹ. Cô chỉ biết rằng cô rất thương mẹ. Đến năm 18 tuổi, mẹ gả cô cho một người Đài Loan qua mai mối và nhận được một số tiền lớn. Cô cũng không hề phản đối hoàn toàn để cho mẹ quyết định may mắn cho cô gặp được gia đình tốt người chồng cũng hiền lành và thương yêu cô qua tới đài loan một thời gian thì có công việc làm và sinh em bé lại để dành và gửi tiền về cho mẹ bảo lãnh mẹ sang chơi nhưng hầu như mẹ cô không hề nghĩ đến công sức con gái làm mà lúc nào cũng nghĩ cô là kho tiền để bà mua sắm, ăn xài, trả nợ. Thấy mẹ bao giờ cũng dòi tiền mà chưa bao giờ thương mình, nên sau một lần cuối cô giận quá, tuyên bố sẽ không quay về Việt Nam gặp mẹ nữa. Tuyên bố xong, cô bệnh một trận, thừa sống thiếu chết, nằm liệt giường cả gia đình chồng lo lắng thỉnh tượng mẹ quan âm về thờ và khấn cho cô mau hết bệnh cô nằm bệnh mà ngày nào cũng khóc vì giận mẹ hận mẹ không quan tâm mình ngày nào cô cũng lết qua nơi thờ quan âm và khóc bồ tát ơi hồi nhỏ tới giờ con toàn phải làm việc và đưa hết tiền cho mẹ con thậm chí con không dám xài con đối với mẹ hết lòng tại sao mẹ không thương yêu con tại sao tại sao tại sao chứ con cũng là con ruột của mẹ mà cứ đau khổ nhiều ngày thành ra cô bị tâm bệnh và cũng do tâm đau khổ bức bách mà ngày ngày đều khấn quan âm bồ tát nên có một đêm cô nằm chim bao, thấy một giấc chim bao kỳ lạ. Trong một kiếp sống nào đó, cô thấy mình là một con thú nhỏ, đang sắp bị một con thú lớn ăn thịt. Ngay lúc cô đang hoảng sợ, tìm cách bỏ trốn, thì mẹ cô xuất hiện. Bà đã giúp cô thoát chết, rồi thả cho cô đi. Trước khi đi, cô còn chắp tay xá bà, và tri ân hẹn ngày báo đáp giật mình tỉnh lại cô nhận ra nhân quả kiếp trước không có gì không liên quan đến nhân quả món nợ mẹ từ kiếp xưa và bây giờ đủ duyên để cô báo đáp tự nhiên choàng tỉnh và bệnh cô cũng dần dần tự hết cô không thấy oán hận mẹ nữa và hiểu ra cho dù mẹ đối xử với cô thế nào nhưng cô vẫn thương yêu mẹ hết lòng vì bà là do nợ ân tình kiếp trước sau sự việc trên cô bắt đầu hướng về phật pháp cô tin sâu nhân quả cố gắng tu học tích thiện làm lành niệm phật cầu sanh tây phương cô bảo chị à Nhân quả thật là không sai, nếu không nhờ quán thế âm Bồ Tát cho em thấy thì có lẽ cả đời này em mang tội bất hiếu vì quán hận mẹ mình, trong khi đó bà lại từng là ân nhân cứu em. Em thật may mắn, nhờ Phật pháp em mới biết được điều này đó chị. Giờ khuyên được bà bao nhiêu thì ráng khuyên, giúp được bà hay không giúp được thì thôi, chứ không nên sinh tâm quán ghét câu chuyện này là thật hôm nay tôi muốn ghi lại là vì muốn chia sẻ cùng các liên hữu đồng tu rằng có những nghịch cảnh có những người thân hoặc người bạn đối với chúng ta rất là đáng ghét nhưng vì sao mình vẫn thương họ vẫn chiều theo ý muốn của họ đó là vì trong kiếp sống xưa ta đã từng tạo ác nghiệp hoặc nợ họ một cái gì đó không có cái gì không rời khỏi nhân quả nếu chúng ta không biết việc này chúng ta sẽ tự làm chính mình đau khổ rồi đem cái ân biến thành quán thành quan gia thì tới đời nào mới trả xong nổi đây nếu bạn có tiền có tài sản có quyền có địa vị trong xã hội mà bạn tạo ác nghiệp thì bạn có thể tránh được pháp luật thế gian nhưng bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi luật nhân quả đó là thật không phải bịa ra hù dọa bạn gì cả bạn không tin thì chính bản thân bạn chịu thiệt thòi mà thôi muốn biết nhân đời trước xem quả nhận đời này muốn biết quả đời sau xét nhân gieo hiện tại nội dung trên kênh đều thuộc bản quyền của công ty cổ phần truyền thông TD Media, vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức. Vì sao Hải di khóc? Đầu xuân năm đỏ, Tiết Nhan là nhà láng giềng đột nhiên gọi điện cho tôi nhờ trợ giúp, kể rằng anh đến chúc Tết nhà của sếp, gặp lúc hai vợ chồng họ bối rối khốn khổ, nhìn đứa con mới sinh được hơn một tháng tuổi khóc thét không ngừng suốt hai ngày nay. Do các bệnh viện không tìm ra nguyên nhân vì sao bé khóc, nên lòng họ cứ nóng như lửa đốt. Tiết Nhan thấy tình cảnh này, vừa gọi điện cho tôi cầu cứu. Tôi cũng nghe rõ tiếng đứa bé đang khóc rất dữ, bèn chuyển điện thoại đến cho sư phụ. Sư phụ bảo Tiết Nhan trao điện thoại cho mẹ bé, rồi nói. Nhà các người có phải rất ưa ăn hải sản tôm cua cá không? Họ đáp. Dạ phải, dân ở Đài Loan á, thường ăn các thứ này nè, mà chúng tôi cũng vậy nữa. Sư phụ bảo. Nếu bây giờ hai vị phát tâm không ăn hải sản nữa và chịu niệm Phật siêu độ cho những con vật đã ăn qua, thì con các vị sẽ lập tức ngưng khóc ngay. Họ không hiểu, chất vấn. Đứa bé khóc thì có liên quan gì tới việc ăn tôm cua cá của chúng tôi chứ? sư phụ giải thích đài loan đạo phật rất thịnh thế mà hai vị đối với phật giáo lại không biết chút gì sao họ đáp chúng tôi là ngoại đạo theo tín ngưỡng thờ lão gia của đài loan mà đạo này không cấm ăn các thứ hải sản tôi sống sư phụ nói thần thức các loài thủy tộc mà hai vị đã ăn qua đang ôm hận và trực sẵn chờ đợi thời cơ báo thù nhưng do hai vị hiện thời phúc báo chưa tận tuổi trẻ dương khí thịnh nên các oan gia này bèn chuyển sang quấy rối đứa nhỏ chúng hóa hiện thành đủ hình dạng xấu xí để nhát dọa hù cho đứa trẻ sợ các vị có thấy hai cánh tay của bé không ngừng quơ quơ giữa không chăng đó là vì muốn chống lại những linh quỷ dị dạng xấu hình đang quấy phá. Tức là khiến nó sợ hãi, khóc mãi không ngừng. Hoàng gia đang dùng cách này làm cho các vị phải sầu muộn, lo lắng, tâm lực tiêu tụy. Như thế thì chẳng bao lâu nữa là chúng có thể đạt được mục đích báo thù. Phải biết, các ấu nhi dưới ba tuổi bình thường đều còn nhục nhãn thông. Nghĩa là có thể nhìn thấy cảnh giới mà mắt người không nhìn thấy. Sau ba tuổi, do dục vọng thế gian tăng gia, dần dần che mờ hết nên chúng sẽ thấy bình thường lại như người lớn. Nếu muốn oan gia không quý nhiễu hù dọa đứa bé nữa, thì ngay bây giờ hai vợ chồng phải lập tức phát thệ không ăn hải sản nữa hai vị cần tuyên bố như vậy rồi sau đó phải vì những con vật mình từng ăn qua niệm thánh hiệu nam mô a di đà phật để siêu độ chúng làm được vậy thì cháu bé sẽ ngưng khóc ngay ta biết hai vị không tin nhưng lẽ nào không muốn thử nghiệm xem sao ư đối phương do chờ một lúc mất đắc dĩ đành phải phát lời thề nguyện chúng tôi từ nay về sau không ăn hải sản nữa sau đó sư phụ dạy họ niệm thánh hiệu nam mô a di đà phật họ chỉ lặp lại mới vài câu thì tiếng khóc đứa bé nhỏ dần rồi từ từ dứt hẳn điều này khiến cho ông chủ đài loan cảm thấy bất ngờ và bị chấn động cất tiếng cảm tạ sư phụ vợ ông cũng bật khóc, nói cảm ơn lia lịa như người mái. Sư phụ bảo họ. Hiện giờ đứa bé đã ngừng khóc. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, hàng ngày các vị phải vì những con vật bình ăn qua, siêng năng điệm Phật, siêu độ chúng. Chưa hết. Từ đây về sau, còn phải phóng sinh cho nhiều để giúp tiêu nghiệp cũ, nên dính chút thời gian đến thiền viện Đại Bi, thỉnh một số kinh sách về đọc. Hai vợ chồng đều hứa, nhất định họ sẽ làm theo và siêng năng lễ tụng. Hai ngày sau, Tiết Nhan cùng hai vợ chồng họ đi đến tìm Hòa Thượng Diệu Pháp lễ tạ, nhưng sư phụ đã ra đi từ tối hôm qua. Tôi bảo họ hãy đem lễ vật cúng dường thiền viện Đại Bi. Anh kỹ sư kiến trúc có một kỹ sư kiến trúc tuổi trẻ giàu sang rất thành đạt mạnh khỏe quanh năm lui tới giang tô dựng các công trình đại thiết kế tuổi còn trẻ mà giàu kết xù nên vô cùng đắc ý ông tha hồ phóng túng tình dục tận hưởng quan lạc đến năm 45 tuổi thì phát bệnh khi đi khám mới hay là bướu phổi thời kỳ cuối sau đó anh tìm đến với phật giáo Xuất ra 25 dạng Ấn tổng cuốn nhân quả phù giải lương hoàng sáng Của quả thành Còn bỏ ra khoản tiền cực lớn Tu sửa niệm Phật đường Giang Tô Xây dựng xong Thì giao cho tính chúng tại đây niệm Phật Không hề thu phí một xu Tính chúng dùng này Vì vậy rất mang ơn ông Nhưng bệnh nặng của ông Là không có biến chuyển gì tốt Sau ông Nhân duyên hội đủ Nhờ một cư sĩ dùng này giới thiệu ông được gặp cư sĩ quả khanh ở trước mặt quả khanh ông khóc to thống thiết sám hối kể ra bao ác nghiệp của mình nào là trốn thuế lấn chiếm tiền tài trên lẫn dưới thậm chí còn phóng túng tà dâm đủ kiểu do giàu có nên ông tìm ăn đủ thứ sơn hào hải vị không gì mà chưa từng nếm qua thậm chí cả thai non thai hư ông cũng chế thành mỹ vị mà thưởng thức Quả Khanh nhắc ông Muốn sám hối phát lộ Thì nhất định phải sám cho đạt được thanh tịnh Bắt buộc phải thông báo ác hạnh Mình làm khắp thiên địa Để cảnh tình thế nhân Bản thân phải phát thệ Quyết không phạm lại nữa Nếu làm được vậy Tội ác mới tiêu trừ Bệnh ông nhất định sẽ chuyện tốt Bởi thế mới có câu Đầy trời sám hối liền tiêu Nghe quả khanh khai thị xong Ông thống khổ ngẹn ngào Lập tức sám hối Khai rằng mình còn duy nhất một lỗi tà dâm Vẫn chưa đoạn trừ Sau khi ông sám hối triệt để Đạt được thanh tịnh rồi Thì chứng bệnh nặng kia Không bao lâu được lành Xem như ông từ cõi tử được hồi sinh Lúc ông đến bệnh viện kiểm tra lại Thể chứng bướu phổi thời kỳ cuối đã tiêu tan Nhưng trong phổi vẫn còn chút nước Nhân đây quả khanh khai thị cho mọi người hiểu bệnh là tự mình gây ra nên cũng do mình trị nếu không chịu tu không sửa hết mọi thói tật lỗi lầm nơi bản thân thì dù có gặp bồ tát quan thế âm cũng vô ích quả cảnh nói có người ta có ba căn bệnh là tham sân si phương pháp trị rất đơn giản phải dùng giới định huệ chữa trị trong bộ sách bảo ứng hiện đời toàn kể những câu chuyện có thực Vô quả khanh đích thân trải qua chứng kiến khi tường thuật chỉ đổi tên người và địa danh thực ra chuyện gặp hòa thượng diệu pháp không phải xảy ra ở ngũ đại sơn đó cũng chỉ là địa danh tạm đặt không ngờ sau này bị nhiều người mạo nhận giả sưng đã hòa thượng nhiều pháp và đi khắp nơi lường gạt họ còn đem ảnh mình in lên sách quảng bá lưu truyền và mạnh dạn tuyên bố rằng ai muốn gặp hòa thượng nhiều pháp một lần thì phải nộp một dạng Vì vậy, xin khuyên mọi người, không nên lên ngũ đại sơn tìm Hòa Thượng Diệu Pháp nữa, bởi Hòa Thượng Diệu Pháp chỉ là tên tạm đặt. Có lần Ngài Quả Khanh đang giảng Pháp, bỗng có một ông tiến đến hỏi. Ngài là dân giáo sư. Con đọc xong câu chuyện Trong xưởng có gì nhà tôi có đó của Ngài, cảm thấy tình cảnh mình cũng giống như vậy. Bèn làm y theo và bệnh lưng nhiều năm của con đã được lành. nay mau muội tìm đến để cảm ơn ngài. một người không biết gì về phật, thử đến nghe quả khanh giảng kinh địa tạng. trong lúc đang dường thính, bỗng cảm giác có luồng nhiệt lượng chạy khắp người, khiến toàn thân tê rần. nghe xong họ đi về nhà, thì phát hiện chứng bệnh đi cập khiển của mình đã lạnh tu hành là tu nơi tâm, không cần phô trương hình thức bên ngoài, cũng không nên hướng ngoài tìm cầu. Phải nhớ rõ Không làm các điều ác Dân làm cái điều lành Tự tình, thân khẩu ý Mới là làm đúng theo lời chư Phật dạy Bạn không nên ăn thịt loài vật Nếu ăn bạn sẽ bị bệnh rất khó khăn Cho dù bạn không lễ Phật dân hương Không có tượng Phật Nhưng tâm bạn hoàn toàn chuyển tốt Thì bệnh gì cũng lành nét giới thiệu về vua tiên tri họ liên Ông là người Đài Loan Nổi danh là nhà xem số mệnh đài tài có thể tiếp xúc với cảnh giới vô hình mà chúng ta không nhìn thấu đến vị bà liên sinh giao tiếp có tên là thần phúc lộc trong quá trình làm việc càng hiểu nhân quả ông càng kính ngưỡng phật giáo và phát tâm quy y thệ nghiêm trì ngũ giới ăn chay trường nguyện đem khả năng đặc biệt của mình để giúp thế nhân hồi đầu hướng thiện sau đây là bài viết chia sẻ về luật nhân quả rất hay của ông thần phúc lộc các bạn chẳng nên than oán là số mình không may, bởi thực ra khi vừa bắt đầu kiếp người, có thể phúc báo số mệnh của chúng ta rất lớn, nghĩa là bạn vốn có thể đạt được hướng được rất nhiều phúc lộc tuyệt hảo tối ưu. Nhưng chính do sự thiếu hiểu biết về nhân quả mà ta đã vô tình tàn phá phúc báo của mình bằng những ý nghĩ, lời nói, hành vi thất đức. Chính ý nghĩ, lời nói, hành vi không tốt của ta đã chiêu vời và tạo ra vận số long đông bất như ý cho mình bạn đừng vội cho lý luận này làm mê tín cuộc sống quả thực có số bệnh dù số mệnh này do ta tạo ra và chính đó lại đeo theo trối lấy ta nhưng số bệnh vẫn có thể chuyển tùy theo nghiệp tạo thiện ác của mình những người sự nghiệp thành đạt được đại phú quý đều tin vào lý này sống mà thiếu trí tuệ thì rất dễ khốn khổ bần hàng khi nghe tôi nói vậy xin bạn đừng vội buông lời biệt thị mà cho là mê tín xin hãy chịu khó động não gẫm suy để hiểu cho rõ ngọn nguồn hoặc hãy đích thân tự thí nghiệm thử xem sao rồi hẳn đưa ra kết luận tôi xin thưa với bạn là những cảm nhận thấy biết thuộc các giác quan con người vốn không đáng tin bởi ta rất thường bị chúng lừa xin hãy nghĩ xem mắt người có thể nhìn được mấy phần trăm ánh sáng trong tổng số ánh sáng hiện hữu tai ta có thể nghe mấy phần trăm âm thanh trong tổng số âm thanh hiện hữu mùi có thể ngửi được mấy phần trăm mùi trong thế giới lưỡi có thể nếm mấy phần trăm trong tổng loại vị ta có thể cảm xúc được vật nhưng đạt được mấy phần trăm trong tổng số vạn vật Chẳng lẽ, hệ những gì giác quan ta cảm nhận không đến không thấu, nghĩa là nhìn, nghe, nếm, chạm sờ không tới, thì cứ quả quyết là không có tồn tại ư? Truyện thứ nhất Thời còn trong quân ngũ Hồi đó, tôi gia nhập đội quân đo lường, năm 802. Khi ấy phó đoàn trưởng là Ngụy Thanh Bình, tay cầm một sắp tiền, bảo tôi phải trả lời ngay là ông đang cầm bao nhiêu. Tôi đáp, 14 sách. Ngay chính ông cũng không biết rõ mình đang cầm bao nhiêu, nên khi nghe tôi trả lời, ông bèn đếm thử và trợn tròn mắt ngạc nhiên vì kết quả đúng y như vậy. Việc này đã khiến cái đầu vô thần của ông mềm đi, từ đó ông quy y Phật Pháp phát tâm niệm Phật tụng kinh. Có một vị ăn nói cứng cỏi đanh thép, tôi gọi là ông biện sắc, vì ông hay nhạo báng cười chê khi thấy mọi người tin vào việc dự đoán của tôi. Một hôm, ông đến chỗ tôi, nói huyên thuyên trên trời dưới đất một hồi, rồi hỏi. Anh có thể đoán xem, đêm qua tôi đã làm gì hay không? Tôi đáp. Đánh mặt trượt. Vì miệng sắc này ngay người một lúc, hầu như không dám tin vì sao lại quá đúng như thế. Ông bảo. Đúng là tôi đánh mặt trượt, nhưng anh có thể đoán tôi thua thắng bao nhiêu không? Đây là một thách thức lớn, mọi người đều nhìn chầm chầm vào tôi. Tôi đáp. Thua 880 đồng. Ông miệng sắc, kêu to. Đúng, đúng, đúng. Quả nhiên đón dối như thần. Khi người ta không dám tin, trong thiên hạ sao lại có việc này chứ? Rồi ông miệng sắc kể. Thật ra là tôi chỉ thua 800 đồng. Thua rồi thì thôi. Tôi đang sửa soạn về, thì có người bạn ngồi gần ngõ ý cho tôi mượn 80 đồng. Tôi nghĩ thầm. Mượn 80 đồng này, biết đâu có thể gỡ gạt được. Kết quả cũng thua luôn. Vừa đúng 880 đồng. Chuyện là như vậy đó xin đừng làm việc tổn đức. Thưa các thiền tri thức, các bạn đồng tu, tôi học Phật không lâu, đối với Phật pháp hiểu biết không uyên thâm, chẳng dám nói bàn nhiều, chỉ xin dùng kinh nghiệm bản thân chia sẻ cảnh báo với mọi người, ngàn vạn lần chứ nên làm việc tổn đức, đừng sát sinh hại vật, trộm cướp tà dâm. Ngày đây tôi cũng xin cảm tạ trang web Phật giáo đã cho tôi cơ hội kể ra những tội bình đã tạo trước đây để mọi người cùng cảnh giác. Nếu quý vị xem bài viết này mà muốn lăng mạ, chửi rủa hay khinh rẻ tôi, thấy điều được tất, vì đó là phúc phận của tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình trung bình. Từ lúc biết nhận thức thì tôi đã làm một công việc cực kỳ thức đức là dành nhà xí. Lúc đó tôi còn nhỏ lắm, khi ấy ông cố là phụ thân bà ngoại cùng ở chung với chúng tôi. Ông cố tuổi đã cao. Gặp lúc muốn đi vệ sinh, nếu như vào mùa một chút là sẽ không khống chế được và sẽ đại tiểu tiện vải ra, trây dính cả người. Nếu mà xảy ra chuyện này thì ông bà ngoại tôi sẽ chửi mắng cụ cố dữ dội, rất khó nghe. Hồi đó tôi chưa hiểu biết gì, nhưng tính ưa chê nghịch hễ thấy cô cố đứng dậy chuẩn bị đi nhà xí, là tôi lập tức chạy tới nhào vào trong đó trước, đóng chặt cửa lại, mặc cho cô cố ở bên ngoài, dên rỉ kêu la, tôi cũng không thèm mở cửa. Đời của cô cố đại tiểu tiện trây dính quần rồi, tôi mới chịu đi ra. Chính vì tôi làm như vậy, mà ông cố bị bà ngoại chửi rủa thầm tệ, khiến cho ông rất buồn khổ. Nguyên nhân lớn nhất là tại tôi, do tôi mà sinh chuyện. Thế nhưng, tôi cứ diễn mãi trò này, làm ông cố đau khổ rất nhiều. Mãi tới sau này, khi cô cố hôn bê, trong lúc mơ màng, ông thường rên rỉ gọi tên tôi, và bảo. Hãy mau mở cửa ra, mau mở cửa ra. Lúc đó tôi không biết mình làm như vậy là thức đức. Rồi cô cố qua đời, có lần cô báo mộng cho mẹ tôi, dặn dò rằng tôi còn nhỏ, nên không hiểu chuyện. Xin bà đừng có đánh tôi, Lúc đó, dù còn rất nhỏ, nhưng mỗi khi nghe mẹ kể như vậy, tôi cảm thấy rất hối hận và buồn. Tôi thường trùm chăn kính mít, khóc tỉ tê. Bây giờ nhớ lại, tôi còn thấy đau lòng. Có lẽ do dân xấu, do hành vi tác tệ ngày nhỏ, mà bây giờ tôi nhận lại quả báo đó. Hiện nay, tuy tuổi tôi còn trẻ, nhưng cảm thấy tình huống mình và cô cố không khác nhau bao nhiêu. Tôi thường hay mắc tiểu không thể nhịn được, nên rất thống khổ. Dù có đi bệnh viện khám, cũng chẳng tìm ra nguyên nhân. Tất cả đều bình thường. Trước đây tôi không rõ, nhưng sau khi đi học Phật rồi, tôi mới hiểu đó chính là quả báo do ác nghiệp ngày xưa tôi đã tạo. Hiện giờ, tôi chỉ biết gánh lấy, nếm bụi vị đó cho thấm thiết chỉ riêng mình mình biết mà thôi. Cho nên, xin các bạn đồng tu, ngàn vạn lần, chớ nên làm việc xấu. Sớm vụ gì, khỏa báo cũng sẽ trổ ngay trên thân các bạn. Hồi nhỏ tôi rất nghịch. Tôi đi bắt chuồng chuồng, dế, các loại côn trùng, vân vân. Lúc đó tính tôi tàn nhẫn, nên ưa ngắt tay chân, bẻ cánh, hành hạ, giày vò chúng, cho chúng chết mới vui trong nhà tôi có rất nhiều thuốc men. Tôi thường lấy nước sôi, hòa với thuốc, tạo thành thuốc nước. Sau đó dùng kim tim, bơm nước thuốc này vào trong bồn dế và các loại côn trùng. Chúng bị tôi hành hạ rất nhiều. Bây giờ nhớ lại, đúng là mình tạo quá nhiều nghiệp sát. Tội lỗi dãy đầy. Sau đó, tôi còn đi phá tổ khiến, bắt dế. Tôi chế nước cho gặp hang, sau đó đắp bùng, làm thành, để chặn bắt chúng. Tội rất lớn. Sau này khi lớn lên, trong nhà tôi nuôi chó liên tục, vì nuôi con nào chết con đó, nên cứ phải nuôi tiếp. Chỉ cần là chó không nghe lời, thì tôi đánh chúng tàn bạo. Bây giờ viết lên đây, nhớ lại tình cảnh lúc đó, tôi thấy mình không phải là người tôi xin thành tâm sám hối tội ác của mình. Hồi đó, tôi gieo trồng ác nhân, tất nhiên sẽ phải gặp quả. Vì vậy mà mấy năm trước, tôi bị bệnh nứt da. Một khi thời tiết trở lạnh, thì tai sương phù rất dữ, khiến đêm ngủ chẳng được. Cả tai chân đều đau như bị vô số côn trùng cắn rứt. Cơn đau hành hạ thống khổ, tưởng có thể chết đi được. Lúc đó tôi chưa biết là mình bị trả quả, lo chạy chữa đủ cách. Nào là uống thuốc, tiêm chích, thoa đắp, nhưng chẳng hiệu quả chi. Ngược lại, bệnh càng nghiêm trọng. Sau này học Phật rồi, mới hiểu ra, tất cả đều là báo ứng nhân quả. Do tôi ngày xưa tàn hại các loài vật nhỏ, cho nên phải thọ quả báo như vậy. Đúng lý phải như thế thôi. 9 giờ học Phật, lễ Phật mà gần 2 năm nay chứng bệnh của tôi không còn nặng nề nữa. Hiện giờ tài của tôi vẫn còn nước nẻ, nhưng thuyên giảm nhiều. Điều này phải cảm tạ chư Phật Bồ Tát. Hiện nay mỗi khi gặp tật bệnh chi, đặc biệt là bệnh nghiệp chướng, tôi đều rất thản nhiên, bởi vì tôi từng tạo ác thì phải chấp nhận gánh lấy hậu quả. Có một việc sau cùng, tôi muốn cảnh báo mọi người ngàn vạn lần không nên tà dâm. Lúc đó do tôi chưa hiểu gì, lại do chưa được biết đến Phật Pháp, nên ở độ tuổi thanh xuân, sức lực sung mãn, lại thêm hay xem sách, phim đồi trụy. Nên thường bị khởi dục, và tôi phải tự thỏa mãn. Mỗi khi dục phát mà không biết điều dục, thì dần dần hình thành thói quen xấu, tệ đến mức chỉ cần vừa nhìn các hình ảnh nút là tôi khởi dục ngay và phải tự thỏa dục, đến nỗi tắm rửa gì cũng phát dục, dần thành thói quen. Hồi chưa học Phật, chưa biết đạo, hãy dâm niệm dục vọng tới, thì tôi cứ tự thỏa mãn, cho đó là tự nhiên. Nhưng do làm điều này riết, tướng mạo của tôi cũng thay đổi. Đúng là như thế mà, tôi không có nói dối đâu. Bởi nhân cách mình xấu, thì tướng sẽ đổi tệ theo. Xin bạn hãy tin tôi, nếu ai vướng phải thối xấu này thì nên từ bỏ triệt để, sẽ rất có ích cho bản thân. Nguyên là tướng mạo của tôi vốn rất oai phong, hình dung thanh tú, nhưng do tôi thường hay từ thỏa dục, nên tướng mạo cũng bị thay đổi, biến thành cực kỳ thô tục, sức khỏe cũng kém. Vì tinh lao lực tổn, cộng thêm lỗi lúc nhỏ đã phạm với cụ cố, khiến quả báo tôi lãnh càng thêm nặng, tiểu tiện khó, khổ đủ mọi bề. Sau khi học Phật rồi, tôi mới hiểu và nhận ra đây là những hành vi bất hảo, nên một bề thề nguyện từ bỏ. Nhưng mà, dâm niệm một khi khởi, nó mạnh cuồn cuộn, rất khó chịu. Nhưng từ thỏa mãn, rồi lại thấy có tội, còn khổ hơn. Mãi đến vài tháng trước, tôi mới hoàn toàn chiến thắng và làm chủ được mình. Giờ tôi kiên trì mỗi tuần đến chùa lễ Phật, thành tâm lạy sám hối, sau đó được nghe giảng về lòng đại từ đại bi và ích lợi của việc niệm thánh hiệu Bồ Tát Quan Âm, nên mỗi khi dâm niệm khởi, tôi liền niệm thầm Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Niệm xong, tôi lại quyền tiếp, xin gài gia hộ cho con dứt trị lòng dâm. Tôi cứ niệm và quỳ như thế liên tục. Kết quả thật kỳ diệu, dâm niệm tự nhiên tiêu tan thực sự tiêu mất hết. hồi mới tập tu một tuần tôi khởi niệm dâm hai ba lần, sau đó suốt hai ba tuần đều không khởi. bây giờ thì không còn bóng dáng đó, vì trong lòng tôi chỉ có Phật. việc này phải cảm tạ tả Bồ Tát Quang Thế Âm. không có ngài, có lẽ tôi cũng vẫn còn trầm bê vô phương tự cứu. khi không biết đạo, phần đông người ta thường cho rằng thỏa dục là khoái lạc nhất. Nhưng nếu bạn nếm một lần hạnh phúc bình an thanh thoát của vô dục rồi, bạn sẽ không còn muốn trở lại cảnh giới đầy bùn đó nữa. Về đạo Pháp, tôi không dám bàn huyền nói dịu dịu, chỉ thấy là kể từ lúc tôi ăn năn quyết tâm tu sửa, dẫu có bệnh hoạn gì cũng giảm nhẹ đi, cho dù phải trả quả thì cũng không quá thống khổ và cam được. Tiểu tiện cũng không còn khó chịu nữa chưa vị đồng tu đây là kinh nghiệm đích thân tôi trải qua những lỗi tôi từng phạm thuở giờ luôn che giấu không dám nói cùng người hôm nay tôi thu hết can đảm giải bày ra hết vì mong rằng những vị nào từng phạm lỗi giống tôi sẽ mau sớm sửa đổi để cùng được an lạc nếu tôi không được biết đến phật pháp thì có lẽ hiện giờ quả báo tôi phải trả rất là nặng rất là thê thảm nhưng giờ tôi được nghe phật pháp biết ăn năng sám hối sửa lỗi tu tỉnh thệ nguyện đổi mới bản thân nên hiện tại tôi sống rất hạnh phúc rõ ràng là phật pháp đem đến hạnh phúc cho con người tôi xin đem kinh nghiệm của mình ra chân thành chia sẻ hy vọng mọi người cảnh giác xin đừng bao giờ bước vào nẻo sai giống như tôi đã phạm vì đó là tử lộ cuối cùng tôi xin cảm ơn chư vị đã kiên nhẫn chịu khó đọc hết bài văn lườm thường này của tôi nếu quý vị cảm thấy là tôi quá ti tiện quá tàn nhẫn đáng khinh thì hãy lớn tiếng mắng tôi thật nhiều bởi tôi xứng đáng bị như thế tôi không trách quý vị mà còn phải cảm tạ nữa nếu như quý vị có thể đem chuyện của tôi kể cho bạn bè nghe để họ cảnh giác giúp những người trước đây từng có hành động giống như tôi sớm được tỉnh ngộ, thoát ra nẻo sai thì không còn gì quý bằng hôm qua một cô gái từ đông hoang gọi điện thoại tới ngỏ ý muốn được thôi miên và hỏi tôi ngày nào rảnh tôi hẹn cô tuần sau nghe vậy cô tỏ vẻ rất sốt ruột nói không được ông đặng ơi xin hãy làm ơn ông có thể giúp cho tôi sớm hơn không nghe giọng nói gấp gáp của cô tôi đoán chắc cô có chuyện gì cần lắm bèn hẹn cô ngày mai hôm nay Mới hơn 9 giờ sáng cô đã đến Đó là một cô gái 29 tuổi chưa kết hôn Cô kể mình họ thẩm Tôi tưởng cô có gì cấp bách mới cần thôi miên gấp Quá ra là do cô tò mò chỉ muốn biết tiền kiếp mà thôi Cô thẩm là người thật thà chất phát Lớn lên ở miền quê Cha mẹ đều là nông dân Cô có một em trai và một chị Trong mắt mọi người ai cũng tưởng cô có tuổi thơ hạnh phúc Nhưng không phải vậy Ngay từ nhỏ cô đã bị xem là đứa bé ngu ngốc vì 8 tuổi mới đi học nhưng cô không thể viết chữ do vậy mà cha mẹ không thương phụ thân thường đánh cô còn mẹ thì luôn thấy cô chướng mắt nên hay la mắng cô cư xử rất bất công ngay cả em trai và chị gái cũng khi dễ ăn hiếp cô cho nên từ nhỏ cô đối với cha mẹ ôm nhiều hận quán cô còn bị bệnh viêm gan lâu năm trước đây gan hay bị đau cô có trí nhớ cực tồi, cô đã đến chùa làm công quả hai năm, được người dạy niệm câu nam mô a di đà phật, nhưng cô không nhớ nổi. ngực cô thường đau, luôn có cảm giác khó thở, ngón tay út và áp út bên phải bị đơ cứng, khiến nhiều lúc cầm đũa cũng không được. từ nhỏ cô hay bị ảo thính, thường nghe có tiếng người nói bên tai. tôi hỏi cô vài câu đơn giản xong, thì bắt đầu giúp cô vào cuộc diễn du thám thính tiền kiếp. Đầu tiên, tôi dẫn dụ theo phương thức thông thường, nhưng thấy cô không có chút phản ứng gì. Chả lẽ cô thật sự quá ngu độn ư? Xem tướng cô thấy cũng không đến nỗi tối tăm lắm. Có vẻ là người thật thà. Do cô không thông minh lanh lợi, nên tôi đành hướng dẫn từ từ để khơi lại ký ức tiền kiếp của cô. Khi tôi bảo, cô hãy nhớ về năm lớp 10, thì cô mô tả mình thấy cảnh một bạn gái cùng lớp đang trò chuyện yêu đương tình tứ với một thanh niên. Cô bèn chỉ cho một nữ sinh khác nhìn, thế là cô này liền đem chuyện ấy mách với nữ giáo sư. Cô giáo bèn xử phạt nữ sinh kia, khiến cô ta xấu hổ bỏ nhà ra đi và bị người lường gạt đem bán đến một nơi rất xa. May là cô ta lanh trí chạy trốn được, nên không bị xâm hại. Khi cô thẩm thấy đến đây, thì lộ vẻ rất hối hận, cô bật khóc, lệ tuôn đầm đìa tôi lại hướng dẫn cô nhớ về thời đồng niên cô bỗng tỏ vẻ rất sợ hãi toàn thân phát run tôi hỏi chuyện gì khiến em sợ dữ vậy cô đáp bằng giọng trẻ thơ đầy sợ sệt nói cha đang đánh tôi ký ức ấu thơ đang ùa về cô miêu tả cha hay đánh tôi lắm ông dùng roi quất vào bắp chân rất đau cô vừa khóc vừa kể tôi hỏi tiếp hồi nhỏ chuyện gì khiến cô khó quên nhất một lúc sau, cô đột nhiên bật khóc, hét to lên. Mẹ cư xử thiên vị không công bằng. Do người mẹ luôn thấy cô chướng mắt nên chẳng thương. Hễ cái gì tốt thì mẹ dành cho chị và em trai chứ không cho cô. Tết đến, chị và em cô được may y phục mới nhưng cô thì không. Khi cô bị cha đánh đòn thì chị và em cô đứng bên ngoài nhìn vào cười. Điều này khiến cô rất buồn Cô kể đến đây thì sự uất ức bị dồn nén suốt hai mươi mấy năm như quả nhiệm sơn phun trào. Cô thét lên với vẻ cừu hận qua màn nước mắt. Tôi hận họ, hận chết đi được. Khi viết đến đây, lòng tôi xúc động dạt dào. Mặc dù tôi hành nghề chỉ mới hơn hai năm ngắn ngủi, nhưng qua những gì chứng kiến được, tôi cảm thấy thai giáo là phi thường nghiêm trọng. Trong khoảng từ ba đến bảy tuổi, ảnh hưởng cha mẹ đối với trẻ cực kỳ lớn. Cô thẩm từ nhỏ đối với cha mẹ, chị em, lòng đó ôm quán hận thâm sâu. Vì từ nhỏ luôn bị cha mẹ làm tổn thương. Khi tôi khuyên cô nên quá giải quán hận, cô bật khóc to. Những quan khuất và quán hận quá thành suối lệ tuôn tràn. Xong rồi thì cô chịu tha thứ cho người thân. Đôi mày hết cao có và mặt cô giãn ra, lộ vẻ thanh thản. Tôi tiếp tục hạ lệnh cho cô đi về kiếp trước đó nữa để tìm cho ra nhân duyên không tốt giữa cô với cha mẹ tế ra vào một đời nọ tại triều thanh cô là một phụ nữ nông thôn có hai con trai con cả năm tuổi con út ba tuổi chồng cô thường vắng nhà vì phải ra ngoài làm việc kiếm tiền kiếp đó cô đối với hai con trai không tốt nhất là đối với con trai đầu cô rất ghét bởi vì nó rất ngu và cô thường đánh đòn nó đứa con trai út cũng làm cô chướng mắt có lúc cô mua đồ cho con cả mà không thèm mua cho con út. Hai con đối với cô cũng phi thường oán hận. Trong cơn thôi miên, cô thẩm kể, đời này cậu cả sinh làm phụ thân, cậu út nay là mẫu thân cô. Lại tiếng sau về kiếp trước nữa, thì cô thẩm nhìn thấy, vào đời Minh, mình là một thiếu nữ khoảng mười mấy tuổi, mặc giấy hồng, đang đứng một mình trong vườn qua. Lúc đó trời chạng dạng tối, tâm tư rất buồn khổ, bởi vì cha mẹ đối với cô rất tệ phụ thân luôn thấy cô chướng mắt thường hay đánh đòn mẹ cũng rất ghét cô cho nên vào kiếp đó cô cũng rất oán hận cha mẹ cảnh đó giống hệt như thời ấu thơ đời này mà cô đã trải qua kiếp đó cô có một em trai lẽ nào đây là chân tướng luân hội đời đời kiếp kiếp không ngừng báo quán đền bồi dày dò nhau không ngừng diễn lại nhân quả và phóng ảnh tâm linh tình hình cô thẩm và cha mẹ cứ tiếp diễn dần xoay mãi như thế xem ra chẳng biết bao nhiêu đời rồi nếu kiếp này không minh bạch không giác ngộ không chịu buông xả hết oán hận cưu mang trong lòng thì khổ cảnh này sẽ tiếp tục kéo dài mãi đến đời sau biết bao giờ mới kết thúc không lẽ đây chính là điều mà phật giáo thuyết giảng đời đời yêu oán tình thù xui ta tìm nhau đòi nợ đền nợ tâm báo ân báo oán không ngừng tái diễn luôn lưu không dứt tôi thầm cầu cho tất cả chúng sinh sớm thoát ly luân hồi thống khổ vĩnh viễn sống trong tri ân hạnh phúc trong quá trình thôi miên tôi còn phát hiện ra một chuyện nhân quả khác của cô thẩm nữa lần thôi miên đầu kết thúc cô bảo ngực mình đã cảm thấy dễ thở rất nhiều nhưng hình như vẫn còn chút gì đó ngăn trệ bên trong khi tôi bắt đầu cuộc thôi miên lần hai chuyện ngoài sức tưởng phát sinh cô thẩm nói hình như có gì đang ở trong ngực trong não tôi tôi liền hướng dẫn tiếp tục thì đột nhiên cô nói bằng giọng đàn ông nghe rất hung ác tôi vội hỏi bạn là ai ta là kẻ bị tên này sát hại giờ bạn muốn thế nào ta muốn y chết quyết không tha giọng nam thốt ra với vẻ vô cùng hung ác tôi ngẩn ngơ Vậy rút cuộc là chuyện gì nữa đây? Dần dần tôi hiểu ra, sự việc phát sinh vào đời Tống, lúc đó cô Thẩm là một cao quan hơn 40 tuổi, tạm gọi là Khánh cho độc giả dễ phân biệt. Trong cơn thôi miên hiện thời, cô Thẩm lộ vẻ phi thường tức giận và nói bằng giọng đàn ông chứa đầy phẫn nộ xung thiên. Đáng hận quá, ta muốn giết tên Khang. Vì sao muốn giết? Y rất đáng chết vì dám khởi ý phản bội, mưu tính lấy đầu ta té ra tên khang là quan thuộc hạ trong triều đang âm thầm liên kết với nhiều người để làm hại ông khánh do đã biết trước nên một ngày nọ ông khánh dẫn theo nhiều binh sĩ xông vào nhà khang giết sạch toàn gia hơn 300 người riêng thuộc hạ khang bị khánh đâm trúng tim mà chết còn hai người nữa cũng bị chặt đầu mạng dông vì vậy kẻ gá vào ngực hành hạ của thẩm chính là khang do hắn bị đâm trúng tim chết nên bây giờ trả thù bằng cách hành đau nơi ngực Còn hai dông bị chặt đầu Thì gá vào não cô Riêng 300 người kia Thì một số gá vào đầu Số thì gá vào tay phải Vì lúc tàn sát họ Cô cầm gươm bên tay phải Cô thẩm đến 8 tuổi mới đi học Nhưng không thể viết chữ Trí ốc không thông minh linh hoạt Tim thường bị đau Là do có liên quan đến vụ đại thám sát 303 mạng này sau khi thôi miên kết thúc, tôi bảo cô thẩm. Hồi nhỏ không phải cô ngu ngốc hay đần độn gì cả. Cô nói cô cũng biết rõ mình không có ngốc, nhưng hệ muốn giết chữ thì tay cứng đơ không nghe theo, giống như cô ý chống lại cô vậy. Hơn nữa trong não cô luôn lộn xộn rối ren nên không thể nhớ được gì. Đối diện với hơn 300 mạng còn ôm đầy hận quán, tôi chỉ có thể hướng dẫn, điều đình, xin họ quá giải. Tôi khuyên cô thẩm hãy nhận lỗi sám hối. Thế nhưng, chỉ có một số ít vong linh chịu tiếp nhận, còn đa số khăng khăng ôm quán, cương quyết không tha thứ, nhất định đòi báo thù. Tôi nhắc họ, đây là nhân quả, cái gì cũng có nguyên nhân đầu tiên. Do họ không phục nên tôi đành phải thôi miên cô thẩm tiếp, dẫn dụ cô đi sâu vào kiếp trước đó nữa, để tìm cho ra nguyên nhân đầu tiên, hầu có thể giúp hai bên quá giải hận thù. Lần này cô thẩm kể, kiếp đó vào triều đường cô là một phú ông họ trương khoảng ba mươi mấy tuổi rất giàu có đông người hầu hạ thình lình một hôm nọ có ba người bịt mặt dẫn theo mấy mươi người tay cầm vũ khí xông vào dinh thự của trương phú gia để cướp nhưng ông trương cương quyết chẳng nộp tiền cho chúng nên cuối cùng không những ông bị bọn cướp giết chết mà toàn gia ông hơn trăm người cũng bị chúng giết sạch để diệt khẩu khi cô thẩm nhớ đến đây thì lộ vẻ vô cùng sợ hãi, toàn thân run rẩy, cất tiếng gian xin như thể đang là trương phú gia. Xin đừng giết tôi, đừng giết tôi. Thế nhưng tên đầu đảng bịt mặt vẫn giết chết ông, hắn ra tay độc ác, đâm một dao vào tim ông trương. Cô thẩm nói, mặc dù họ bịt mặt nhưng cô vẫn nhận ra tên đầu đảng giết mình chính là kẻ từng làm công cho mình trong kiếp đó do thấy hắn làm việc quá tệ nên trương phú hộ không hài lòng đã đuổi cổ hắn vì vậy mà hắn ôm hận kết bè đảng rủ nhau đi cướp của ông ngay giây phút cô thẩm nhớ lại tiền kiếp kia thì ba trăm quan quỷ kia cũng đồng thời cảm nhận được họ từng là những kẻ cướp gian ác nên không còn ôm lòng oán hận nữa có thể do lúc cô thẩm nhớ lại tiền kiếp ở triều đường thì bọn quan quỷ cũng nhìn thấy và nhận ra lỗi lầm của mình, cho nên không cần tôi khuyên chi nữa. Tất cả bọn họ đều đồng ý hòa giải, buông hết hận thù. Sau đó, tôi kể cho họ nghe về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà, về hạnh nguyện từ bi của ngài. Tôi miêu tả quốc độ này rất thù thắng, trang nghiêm và khuyên họ hãy niệm Phật cầu sinh tây phương. Bọn họ rất quan hỷ tiếp thọ. Cuối cùng, tôi hướng dẫn họ đồng niệm Nam mô A Di Đà Phật theo tôi. Ngay trong lúc Phật hiệu gian dòng Cô thẩm bảo tôi Cô thấy rõ bọn họ xếp thành hàng Từng người, từng người đứng trên hoa sen Theo tam thánh Và dần dần biến mất giữa không trung Khi cuộc thôi miên kết thúc Cô thẩm bảo toàn thân cô nhẹ nhõm Đầu óc tỉnh táo hẳn Khi cô từ biệt ra về Tôi thầm nghĩ Nếu như tôi chọn công tác khác Không biết mình sẽ ra sao Tôi thầm cảm ơn công việc hiện tại Đã giúp tôi hiểu sâu thêm Về nhân quả rút ra được rất nhiều bài học hay tăng thêm niềm tin kiên cố và tự biết mình cần phải tu sửa cho rốt ráo dù sức tôi kém nhưng cũng nguyện giúp đỡ hết tất cả chúng sinh nhân quả báo ứng không sai mảy may quan quan tương báo không bao giờ dứt hơn nữa càng báo quán thù càng sâu nặng mới đầu là giết hơn trăm người đến lúc báo thù lại thì thành ba trăm ba người chỉ có buông bỏ quán thù chân thành sám hối trong sinh hoạt thường nhật cần đem phiến tâm thành đối đãi bình đẳng với tất cả như vậy thì quán kết đời trước tự nhiên sẽ được tháo gỡ hiện thế báo của tài dâm lời kể của một bác sĩ đã khai mở thiên nhãn người dâm tâm nặng sẽ chiêu dời những loài yêu quái háo dâm và hấp tinh quỷ tìm đến thời gian gần đây người đến tìm tôi trị bệnh rất đông quan sát kỹ nguyên nhân thì trong số họ hết một phần ba là bệnh phát sinh do tâm dâm tà chiêu cảm. Triệu chứng thế này, đa số bệnh nhân phát hiện mình dễ mất tự chủ, không thể khống chế. Niệm dâm đê hèn cứ khởi ồ ạt mãnh liệt, mạnh tới nỗi ngay cả lúc niệm kinh, trì chú hay bái Phật cũng bị khởi niệm xấu này. Vì vậy họ tìm đến tôi, hỏi vì sao như thế. Nếu ai thấy mình bị tình huống tương tự vậy, thì tôi xin nhắc nhở, có khả năng bạn đã bị tà yêu trói buộc quấy nhiễu đây chính là điểm then chốt mà bài viết này muốn nêu lên bởi đấy chính là ác báo hiện thế cho người có dâm tâm tà ý nặng thế thì người dâm tâm nặng sẽ chiêu cảm hiện thế báo ra sao khi một người khởi dâm tâm nặng tà ý của họ sẽ chiêu dời rất nhiều loài quỷ mị đồng thanh đồng khí tìm đến nghĩa là những loài có dâm tâm cực mạnh có đồng tư tưởng ô quế giống họ sẽ tụ hội bu quanh trong đây không riêng gì người cõi âm mà bao gồm cả loài phi nhân súc vật chưa kể có một số là hồ ly sở hữu công phu tà tu tìm tới cao hơn nữa là loài dâm quỷ nghĩa là có đủ loài đủ hạng không giới hạn ác quỷ tà thần hay súc sinh miễn là cùng có chung khí dâm ý dâm tưởng dâm chính do ác nghiệp dâm chiêu cảm mà tìm đến trói buộc hành hạ nhau Riêng đám hồ ly tà tu có dâm tâm nặng, thường diễn ly chính đạo. Bởi chúng vốn không phải là hạng rèn thiện, bội đức, chuyên nương vào việc hấp tinh khí người để tu luyện. Vì vậy khi bắt được tư tưởng của người có tâm dâm nặng, những trung động tư tưởng này phóng ra giống như làn sóng vi ba, thì bọn chúng khoảng hai ba tên sẽ dây lấy đương sự và từ sáng đến tối luân phiên ngủ cùng người này, nhắm vào việc rút tinh khí để tu luyện. Người bị bọn chúng dây nhiễu thường sẽ bất giác bùng khởi dâm niệm thậm chí dù có ở trước tượng phật cũng không kèm được tâm dâm tối tối thường mộng thấy hành lạc hoặc họ không tự giác đang ngủ cũng tự thủ dâm nên hay bị mộng tinh di tinh vào ban ngày đa số những người bị quỷ mị hấp tinh dây hãm bầu bạn thì họ rất suy mắt lờ đờ ưa buồn ngủ tinh thần không phấn chấn thân tâm mỏi mệt khẩu khí tanh hôi uế trượt vân vân nếu thấy mình có các triệu chứng như trên thì cần lưu ý bên cạnh bạn có thể đã hiện diện loài tà dây quanh và bạn sẽ bị chúng quấy rối không buông. Tôi e rằng các bạn sẽ lại tìm tôi nhờ khám bệnh nữa nên xin mách phương pháp giải quyết tốt nhất là phải lập tức sám hối tất cả niềm dâm dục trong quá khứ những lỗi nhiễm ô do xem văn hóa phim ảnh truyện sách xét đồ trụy vân vân từ trên net hay băng đĩa hoặc bất cứ ở đâu bạn phải sám hối tất cả không được để sót và cần hạ quyết tâm từ bỏ tài dâm triệt để. Chỉ có tự mình phát dụng khí, thể nguyện tu hành thanh khiết thực sự thì bạn mới có thể giải quyết tận cội rễ các vấn đề này. Thủ dâm luôn có quỷ hấp tinh theo sau. Tôi quen một tiểu đệ, diện mạo ủ rũ tái xanh, quần mắt đen thâm. Chú hay mất ngủ và thức rất khuya. Sau đó tình cờ mà tôi phát hiện chú có thói quen thủ dâm nên tôi đã bỏ thời gian quán sát tìm cách giúp chú cải sửa thói tệ này. Khi tôi định tâm nghĩ đến chú một lúc thì bỗng nhìn thấy một cảnh tượng hết sức bất ngờ. Trong lúc chú đang thủ dâm thì phía sau chú có rất nhiều hấp tinh quỷ hiện diện. Khi chú làm trò bẩn thiểu này thì đám quỷ tranh nhau hút tinh khí. Hơn nữa, chúng không phải chỉ có một hai tên thôi đâu mà là có rất nhiều. Tôi vừa nhìn thấy cảnh này thì nhòm tởm muốn nôn. Hèn gì mà bộ dạng chú quá u ám mỏi mệt. Tôi thầm nghĩ, thật không ngờ có người ngốc đến vậy, đem tinh khí thần quý báu của mình biếu hết cho đám yêu tà. Nhìn thấy đám hấp tinh quỷ hàng ngày dây quanh chờ hút tinh khí của chú, trong lòng tôi rất khó chịu. Phải biết, tinh khí thần là nguyên liệu quý báu giúp thông minh sáng trí. Do con người ngu muội không biết nên đã sống buông thả, để mặc cho tinh hoa của mình bị thất thoát rò rỉ hết chỉ vì mê dài dây hưởng khoái cảm nhục thể mà cam tâm tự hủy hoại sức khỏe mình. Khi người ta thủ dâm, ngoại tình, tài dục, lan chạ thì luôn có hấp tinh quỷ chầu trực, chờ đợi dùng bữa. Những người hiểu rõ điều này ắt sẽ luôn cẩn thận, quyết giữ gìn sự trinh khiết cho bản thân, không bao giờ dám tự hủy hoại, tiêu quan tinh lực. Vì tổn hại này rất khó bù đắp. Muốn bảo tồn sức khỏe chúng ta phải nương vào tinh khí thần. Nếu tinh khí thần không đủ thì chẳng thể sống tốt, quý mị cũng dễ dàng xâm hại. Ngoài ra đương sự còn bị nhiều bệnh phụ khoa, nam khoa, nặng nề khó cứu chữa. Vì hiện thời có rất nhiều người do không hiểu biết mà phóng túng tà dâm nên bị tổn hại. Tôi buộc phải viết ra bài này để cảnh báo, chỉ mong có người đọc xong, chịu tin và phát tâm sám hối những lỗi, những nghiệp tội đã tạo, nguyện triệt để từ bỏ thói xấu, được vậy mới có thể hồi phục chánh khí trăm tà chẳng xâm hại. Ác báo của tôi Trước khi tôi biết đến Phật Pháp, tính rất tàn dẫn, đối với loài vật không có lòng từ bi, không biết thương xót hay cảm thông chi. Hơn hai mươi năm trước, cả nhà tôi công tác tại xưởng giày, có ông giáo X dạy về kỹ thuật, rất ưa ăn thịt chó. Lần nọ, ông X ra ngoài mua về một con chó, ngỏ ý muốn tôi đem nó đi giết. Lúc đó tôi không có chút do dự. Dùng chùy sắt đập mạnh vào đầu của nó. Còn chó kêu rú thảm thiết. Tôi vẫn không chút động tâm. Tiếp tục nền tới tấp Cho đến khi đầu vỡ máu tuôn. Cho hết dãy dụa thì tôi mới dừng tay. Còn nữa, nếu như tình cờ gặp con rắn nào, thì tôi nghĩ đủ trăm phương nghìn kế để bắt cho bằng được, rồi dùng đá đập nát đầu rắn trước khi chết, con rắn không ngừng dãy giụa, lam lộn thống khổ. Tôi cứ tỉnh bơ nhìn như không thấy gì. Lòng chẳng có chút xót thương, chẳng chút ấy nấy vì hành động bất nhương tàn độc của mình. Sau này tôi liên tiếp vướng nhiều chứng bệnh khổ. Bảy năm trước, tôi công tác tại đội làm đường đỏ, thì một chiếc xe đang thi công đột ngột lui bánh. Tôi không đề phòng, nên bị tông đến chấn thương não, phải nhập viện điều trị, rất lâu mới hồi phục. Sau đó, chứng đau bao tử bộc phát. Tôi đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ để chữa trị, uống đủ thuốc đông lẫn tay, nhưng vô hiệu. Cuối cùng, bất đắc dĩ, tôi phải áp dụng theo một số toa thuốc dân gian chỉ bày. Do phương thuốc này, cần thịt nhiều loại chúng sinh như chó, bèo, rắn, rùa, rết, gà, vịt, vân vân, phối hợp để chưng, nấu, hầm, nướng, nó mới có tác dụng. Kết quả, tôi hại chết thêm nhiều sinh linh nữa. Nhưng trải qua trường kỳ dùng đủ thứ thuốc, bệnh của tôi không những chẳng giảm mà ngày càng nặng thêm. Sau đó, tôi đi khắp bệnh viện lớn khám bác sĩ nói nếu không bổ ngay thì khó cứu được mạng vì vậy phải phẫu thuật bao tử tôi bị cắt bỏ hơn hai phần ba ruột cũng bị cắt bớt một khúc đủ thấy tình huống lúc đó cực kỳ nghiêm trọng năm ngoái lúc tôi làm việc tại công xưởng sơ ý bị máy dập làm ngón tay bị thương nát bấy chảy máu không ngừng đau thấu tim gan tôi kêu la thảm thiết, suýt chút nữa thì gớt đi. Khi nhìn thấy tay nát máu chảy, ngón tay rung lẩy bẩy không kềm được. Bớt giác, tôi nhớ lại hồi xưa, mình từng đập rắn, giết chó, máu nhuộm đỏ cả khoảng sân. Nhưng đó, tôi bắt đầu tự hỏi. Tôi, suốt mười mấy năm nay không ngừng bị các bệnh quái ác hành hạ, còn gặp đủ tai nạn thương tật vậy có phải đều là quả báo do gầy xương xưa... xưa... tự áo, áo xanh, xanh. phú lạc dương tỉnh hà nam có một gia đình ba nhân khẩu ông chồng thì thành thật bà vợ siêng năng đảm đang con gái họ mười bảy tuổi mỹ lệ khả ái nhìn sơ qua thì thấy đây là một gia đình hạnh phúc ấm êm nhưng quả thật đúng như câu châm ngôn nhà nào cũng có điều khổ tâm khó nói nhân dịp tình cờ nữ chủ nhân hướng về tôi thổ lộ những thống khổ khôn xiết suốt bao nhiêu năm qua của bà bà và chồng xuất thân từ nông thôn trước khi kết hôn cũng chưa có cảm tình hay quen biết nhau trước chỉ là lúc gặp mặt bà thấy ông kiệm lời ít nói cử chỉ thận trọng bèn nghĩ thầm đây là trường phu có nề nếp, phong cách đáng để cho mình đương, nên ưng thuận thành thân. Cưới nhau rồi, thì mới phát hiện, bản thân ông chồng có quá nhiều tật, khiến cho bà chẳng cách chi dung đổi. Chẳng hạn như ăn cơm, thì ông nhai chốc chết rất thô. Bà kể, nếu như mà ăn mì, thì láng giềng trên lầu dưới lầu, đều có thể nghe rõ tiếng. Ông nhai nuốt, húp rồng rột, còn khi ăn cơm, thì dù buổi giải chảy như sông, ông cũng chẳng thèm quẹt chùi hay ngẩng đầu lên, cứ cắm cúi ăn biết, bất kể là nhà có khách hay không. Còn nữa, một khi ông mắt đánh rắm, thì cứ thả bừa rất tự nhiên, chẳng chút ngại ngùng hay mắc cỡ e dè chi. Pháo từ mông ông cứ nổ giòn, liên thinh hoặc lẻ tẻ, khiến những người có mặt phải lúng túng, ngượng ngùng vô kể còn ông thì cứ điềm nhiên tỉnh khô như không có chuyện gì bất kể bà đắng miệng khuyên lơn thế nào ông chồng cũng vẫn trơ ra như là cây du bị bốc hết vỏ cứ tôi sao thì hiện dậy, một bề không thay đổi những chuyện xảy ra như thế này nghe rất vụn vặt nhưng giữa chuyện vợ chồng đã vì vậy mà hột hạt biết bao nhiêu lần bà thấy chồng mình đúng là cam tâm để cho người ta chê cười mặt thiên hạ bình phẩm đàm tiếu trong những lúc trà dư tủ hậu mà không hề biết mắc cỡ giống như không có thể diện ông khiến bà và con gái phải xấu hổ cực kỳ với người ngoài do vậy đã nhiều lần bà bàn chuyện ly hôn nhưng thường bị bạn bè thân thuộc khuyên can ngăn trở phần bà hãy nhìn thấy chồng là trong tâm đã bực chán phiền muộn ứ đầy con gái bà ngay từ nhỏ đã thiếu tình thương của cha nó chưa từng được ông bồng ẩm nô đùa hay dẫn đi chơi đối với cha nó thì nó cũng ôm bất mãn đầy vì rất ít khi được trò chuyện giao tiếp cùng cha bị ông cư xử giống như người lạ đến bây giờ hãy hai mẹ con đang trò chuyện nói cười chỉ cần ông vừa bước vào nhà thì họ lập tức im bặt từ lúc quy y phật môn con gái và bà đều từ bỏ ăn mặn. Hàng ngày, bà kiên trì thực hành thời khóa sớm tối, siêng năng tụng kinh trì chú. Con gái bà do bận đi học, nên hàng ngày đi đường, nó luôn tranh thủ tụng chú Đại Bi, xem như rất chịu khó tinh tấn. Đối với mọi chuyện bà có thể cho qua, buông được hết. Chỉ duy nhất vấn đề của ông chồng là tâm thường nảy sinh phiền bực. Bà luôn hy vọng nhờ công phu tu trì mà những thống khổ của hôn nhân sẽ giảm bớt. Ai dè, từ lúc ăn chay rồi thì mùi trên thân ông chồng bà cũng không chịu nổi nên phải phân phòng ở riêng. Chẳng ai lý thế ai. Họ ngủ riêng đến nay đã ba năm. Bà vốn đợi sang năm con gái lên đại học sẽ ly hôn. Do ngày ngày phải đối mặt với phiền não thống khổ nên hiện thời bà thường bị nhức đầu lắm bệnh. Nhìn người phụ nữ vừa kể vừa khóc, bà chỉ hơn 40 tuổi, nhưng bị cuộc hôn nhân bất hạnh dày vò và bình hoạn hành hạ làm cho tiều tụy. Tôi biết, đây là ác duyên đời trước tù hội, không dễ cho hạng phàm phu như tôi hóa giải. Vì vậy, tôi gọi điện thỉnh giáo hòa thượng diệu Pháp. Sư phụ im lặng một chút, rồi hướng về tôi giảng rõ nhân duyên kiếp trước của hai mẹ con và ông chồng. Sư phụ cho biết, nữ cư sĩ này kiếp trước là nạn nhân ít, nghèo khổ sống ở thăm sơn, mưu sinh bằng nghề hái thuốc. Ngày nọ, ông ít đem thuốc xuống tiệm ở thị trấn dưới núi bán. Gã chủ tiệm bảo ông, Nghe nói, trên núi có cây du ngàn năm á, Vỏ nó làm thuốc cực quý Do núi cao hiểm trở Ít ai chịu đi nếu mà ông lấy được vỏ nó về bán, nhất định sẽ phát tài kiếm bổn tiền. Ông Ít nghe xong, thập phần mừng rỡ. Thầm tính, tiền kiếm được lần này, sẽ dành để cưới vợ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, ông Ít rèo đèo lội suối, lên tận núi cao, và cuối cùng tìm được cây du to khoảng ba người ôm. Ông thật là mừng, vì được quá ước mơ. Đèn cầm rìu khởi sự róc vỏ cây, làm hồi lâu thấm mệt ông dựng rìu dưới cây trèo lên chán ba cây nằm ngủ đang say giớt nồng ông bỗng thấy có một công tử mặc áo xanh quỳ trước mặt ông khóc lóc nói bên đây là cây du hiện đang tu luyện đã ngàn năm rồi chỉ còn ba năm nữa thôi thì sẽ đắc đạo thành tiên nếu như bây giờ vỏ cây bị bốc hết thì sẽ lâm vào cảnh công mất khí tận vì vị cầu xin ông ít hãy từ bi gia hạn thư thả cho để ba năm sau hẳn tới róc vỏ mình tu thành tiên rồi sẽ đáp tạ thâm ưng nói xong liền lạy ông x mấy cái lúc đó ông x hét to không được không được tôi đang cần cưới vợ không thể nào đợi ba năm được rồi ông x giật mình thức giấc công tử áo xanh chẳng thấy đâu cuối cùng ông x cùng róc hết vỏ cây du gánh tới tiệm thuốc. Chủ tiệm hớn hở, kiểm hàng, cân đo. Ông Ít, do không biết chữ, nên vội nói. Tôi cực khổ dữ lắm, mới đem được thuốc quý về. Anh không được cân gian dối, lừa tôi đó nghe. Anh chủ tiệm liền đáp. Yên tâm đi, tôi mà dối gian hả, thì tôi làm con anh. Ông Ít đó, đời nay chính là nữ cư sĩ này. Chồng bà chính là cây du ngàn năm, gặp thảm nạn, bị lột hết da. Tục ngữ nói, người cần mặt, cây cần vỏ. Chẳng phải nữ tu sĩ hay nói, chồng bà hành xử giống như cây du bị lột vỏ, không mặt, không da, không thể diện sao? Quả thực bà nói rất đúng. Phải biết tính cách, tập quán và những gì người ta đã gặp phải hay trải qua trong đời trước rất quan hệ đến đời này. Chủ tiệm thuốc đúng là có cân gian của ông X hai lạng. Do lời thề nói láo làm con, nên giờ y phải sinh làm con, nhưng không còn mang thân trai mà là thân con gái. Bởi chính cho y đề xướng, chỉ điểm và xúi dục ông X róc vỏ cây du, phá hủy đào nghiệp ngàn năm của cây nên tội lỗi y cao nhất đứng đầu vì thế mà đời này y phải chuyển sinh làm con trong gia đình nghịch duyên với mình mang thân nữ so với thân nam khổ hơn rất nhiều huống nữa lại là một đứa trẻ không hề được cha yêu thương hay để mắt tới vậy chẳng phải là khổ càng thêm khổ sao đây cũng chính là nguyên nhân quan hệ khác thường cực kỳ lạnh nhạt giữa cha và con gái hiểu rõ nhân quả kiếp trước đời này rồi. Nữ cư sĩ và con gái cần thành tâm sám hối tội lỗi đời trước. Bà cần phải sám hối với người chồng đời này. Con gái cũng phải kiên trì sám hối để xóa đi oán hận trong lòng phù thân. Sở dĩ ngày nay, ông trở thành kẻ không thông tình đạt lý như thế, đều là do hành vi của hai mẹ con đã làm trong kiếp trước. Hai mẹ con sau này phải chí tâm sám hối, vì cái du xưa mà tụng 49 biến kinh địa tạng. Khi nhân duyên hồi đủ, thời khắc đến, thì quan hệ gia đình cả ba người nhất định sẽ cải thiện, cùng hưởng mối vui tình thâm. Có lẽ, nhờ nữ cư sĩ cùng con gái phát tâm tu, siêng năng tụng kinh, trì chú, ăn chay niệm Phật, ngót ba năm nay, nên được cảm ứng. Cũng có lẽ là cơ duyên họ đã thuần phục, nên khi tôi truyền đạt lại mọi nguyên nhân cội rễ mà Hòa Thượng Diệu Pháp vừa giảng, thì mẹ con bà như trong mộng chợt tỉnh, hoan hỷ, tinh giận. Nhất là con gái bà, vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, bảo mẹ. Má ơi, má và ba chung sống mười mấy năm nay, má cứ giận trách ba là không mặt không da. Té ra là tại má, má đã tuốt hết da vỏ thể diện của ba, nên mới ra non nổi như vậy. Câu nói này khiến mọi người tại hiện trường đều bật cười. <cười> Nửa tháng sau, nữ cư sĩ từ Lạc Dương gọi điện tới báo tin vui, nói chứng đau đầu của mình đã hoàn toàn hết và các bệnh khác cũng nhẹ đi nhiều. Hiện tại, cứ mỗi hai tiếng, bà tụng xong một bộ kinh địa tạng, chồng bà cũng đã dần thay đổi. Bà quyết tâm tụng cho xong 49 bộ kinh địa tạng, sau đó sẽ tiếp tục tụng mỗi ngày một bộ hồi hướng cho chúng sinh khắp pháp giới, nguyện tất cả đều có thể nghe đến kinh địa tạng, hiểu lý và hưởng được lợi ích. Tôi nghe xong thật mừng cho bà, chúc họ sớm thành gia đình Phật hóa thuận hòa, hạnh phúc mỹ mãn, phúc mỹ mãn. Thiếu niên bớt lương Một ngày vào năm 1995, nơi nhà khách từ viện Vũ Đại Sơn có hai mươi mấy người chờ đợi được thỉnh giáo hòa thượng chiều pháp những người này đến từ trời nam đất bắc luôn phiên nhau hỏi mà vì sư phụ sung mãn trí huệ kia các vấn đề khách nêu lên dù nặng đề đến mấy ngài đều giải đáp hết sức ổn thỏa dễ dàng tất cả giống như vừa trị bệnh là thấy có hiệu quả ngay lây người tỉnh mạnh khiến cho người nghe cảm giác như được uống cam lồ pháp hỷ tràn trề sung mãn bà sư phụ con từ đài loan sang đại lục khám bệnh ba năm trước con bị bệnh nặng lắm sau đó toàn thân phát đau đớn bị hành hạ còn ăn uống không có vô ngủ cũng không được nữa tứ chi nó quẩy quải không có sức lực thống khổ vô cùng sư phụ ơi các bệnh viện lớn ở đài loan có chẩn khám con là không có ra bệnh họ chỉ nói là công năng thần kinh thực vật bị rối loạn cái gì đó con đã tiêm nè chăm uống đủ thứ thuốc nhưng vô dụng hết mà uống nhiều thuốc vô còn bị tác dụng phụ nữa thân thể của con này ngày càng suy lần này con đến bắc kinh khám họ cũng chẩn đoán anh nói y như ở đài loan vậy đó không ai tìm ra nguyên nhân gì hết chán nản quá trời quá đất luôn trước khi về đài loan con muốn lên ngũ đài sơn bái bồ tát vừa rồi có nghe một cái lão tiên sinh đi cùng xe luôn miệng tán tháng ngày nếu như mà ngài có thể chữa lành bệnh cho con thì tốn bao nhiêu con cũng trả hết người đang nói khoảng hơn ba mươi tuổi thân hình gầy ốm ngũ quan tuy đoan chánh nhưng sắc mặt rất âm ưu từ anh ta thoát ra một luồng tà khí hắc ám so với các thiện chứng đang ngồi tại đây thì rất là tương phản âm thanh sư phụ không cao như đầy nghiêm nghị lạnh nhạt ngài nói anh chẳng phải là đồ đệ ta không cần gọi ta là sư phụ ta cũng không phải là đại phu không có khám bệnh, càng chẳng dám lấy tiền của anh. Anh hãy đi về, mà thỉnh các vị cao minh khác đi. Nói xong, hòa thượng truyền lệnh đuổi khách, khiến những người ngồi tại đó rất ngạc nhiên. Xưa nay, ngài chưa từng đối với ai như vậy. Người Đài Loan này, cảm thấy rất khó chịu, gương mặt xám vàng của anh ta, bóng đỏ phừng phừng lên. Anh tức giận nói, Nhà Phật không phải chuyên trao giảng từ bi hay sao? Lý do nào mà ông không khám cho tôi mà khám cho người khác không vậy? Là còn muốn đủ tôi đi về nữa, trong khi tôi chưa hề đắc tội với ông mà. Sư phụ sắc lạnh và thật nghiêm. Ngay cả cha mẹ sinh thành dưỡng nuôi mình, mà ngươi còn dám đánh mắng, thì còn sợ gì chuyện đắc tội với ta? Câu này, khi anh ta lập tức giống hệt như quả bóng bị xì hơi, anh có vẻ sững sờ, mắt mở to kinh ngạc, sắc mặt từ đó phừng Chuyển sang tái nhợt, Không nói ra được một lời Các vị trong nhà khách Im tiếng lao sao Mọi nhãn quan đều đổ dồn về anh ta Hơn một phút trôi qua Anh dũng nhận thưa Ngày, 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 ngày sao mà biết Vị của con Trong đây đâu có ai quen biết con đâu Ta đâu cần người khác bách Vì trước ngực ngươi có viết rõ ràng Bốn chữ Ngỗ nghịch bất hiếu Rất to kiệt nghe nói vậy anh kinh hãi cúi đầu xuống nhìn vào ngực mình đi kiểm tra ánh mắt người trong khán phòng thấy đều dán chặt vào ngực của anh cùng tìm tòi soi mói nhưng không thấy có gì khác lạ lúc này anh đột nhiên đứng dậy tiến tới mấy bước quỳ sụp xuống dưới chân hòa thượng dập đầu đến chảy máu run rẩy ai cầu sư phụ cứu anh anh kể mình từ bé là một thiếu niên bất lương. Mấy cái chuyện trộm cắp đánh nhau, chửi rủa người anh điều phạm. Anh không nghe lời cha mẹ dạy. Sau đó bị trường học khai trừ. Anh trôi dạ khắp nơi, rồi gia nhập băng đảng xã hội đen. Anh chuyên thu tiền bảo kê, gạt lừa con gái, cướp bốc, không ác nào mà không làm. Cha anh tức giận, đánh anh. Cha anh phản công, khiến cho ông ngã nhào trên đất. Anh còn xô té luôn mẹ Và tuyên bố Nếu ai muốn quản giáo anh Thì sẽ phóng hỏa Thiêu rụi trụi lũi cả nhà Phụ thân anh tuổi cao Giận quá sinh bệnh nằm liệt giường Mẹ anh hàng ngày phải chăm sóc cho ông Lại sợ anh ở ngoài tạo họa gieo ác Cha mẹ anh không bao lâu Nối tiếp nhau qua đời Anh ta hướng về Hòa Thượng Diệu Pháp khai báo những hành vi ác liệt đã qua của mình. Khi kể đến sông thân tạ thế, thì anh không ngăn được nghẹn ngào, bật khóc to. Thế là, một khối đá cứng cỏi ương bướng khó điều phục đã bị quy đức của sư phụ làm cho mềm nhũng, phải mộp đầu, phủ phục. Trong lòng tôi hết sức cảm thán xem ra người tốt người xấu gì dưới con mắt của sư phụ đều giống như có chữ viết lên trên thân họ ngài đều nhìn thấu hết hòa thượng dịu dàng nói được rồi đứng dậy đi nếu đã kêu ta là sư phụ thì phải nghe lời ta dạy có làm được không anh ta vui mừng nói lia <laughs> dạ được dạ được con làm nổi mà con nhất định sẽ sửa lỗi nguyện làm người tốt kể từ đây luôn được rồi ta thu nhận con làm đệ tử anh ta sung sướng dập đầu lia lịa người ta khám phòng cũng xôn xao đứng dậy thành kính chắp tay hôm nay họ được chứng kiến một hoạt cảnh cảm động nên hoan hỷ tán thán không thôi hòa thượng bảo một tăng sĩ trẻ hãy dựng hắn lên chánh điện dạy hắn cách lễ bái sám hối để hắn lạy ngàn lạy tại đại điện bao giờ tạ tội xong hãy trở ra sau một tiếng rưỡi lúc anh đài loan ấy trở ra hướng sư phụ đảnh lễ thì trong anh đã thần thanh khí sáng linh hoạt tươi tắn giống như hai người trái ngược hoàn toàn khác hẳn với lúc đầu anh tự thuật mình đã phát nguyện trước phật từ đây quy y phật môn sửa lỗi hướng tiện và sau khi phát nguyện xong anh cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm thoải mái dường như bệnh tật đã lành tất cả những gì xảy ra trước mắt khiến người tại hiện trường tán thán không ngớt phật nói tất cả chúng sanh đều có phật tính đều có thể làm phật chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc phật lại nói biển khổ vô biên quay đầu là bờ buông giao đồ tể lập tức thành phật trước mắt anh thiếu niên bất lương ngày xưa từng tạo tội bất hiếu ngỗ nghịch bị trời đất khiển trách phải cô mang hình phạt lãnh báo hiện tiền bệnh tật hành thân triền biên may gặp binh sư hóa độ mới biết sám hối tỉnh gộ tẩy tâm đổi mặt đây đúng là kinh nghiệm và bằng chứng mà trong kinh tự nói Phật là vị đại y vương chân chánh Phật Pháp có thể trị bốn vạn tám ngàn bệnh Tôi là một lần nữa được chứng kiến quy luật Phật Pháp vô cùng Phật Pháp tại thế gian bất ly thế gian khác Chỉ cần chúng ta bình thường sống không cẩu thả mảy tơ Thì sinh hoạt ngày thường đối với Pháp Luôn tương ưng và chắc chắn có thể thanh trừ những hiểu lầm miệt thị phật giáo là mê tín vậy vậy